Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 25 tháng 9 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 24 người. Trong đó đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 13 người, bị thương 24 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt các địa phương đã kiểm tra xử lý 7.191 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Ngày 23 tháng 9 mới đây trên chuyến bay VN1263 của Vietnam Airlines, một hành khách đã tự ý xé áo phao để dưới ghế ngồi khi không có yêu cầu của tiếp viên. Cùng ngày, trên chuyến bay VN772 từ Úc về Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận vụ việc hành khách tự ý xé áo phao để dưới ghế ngồi khi không có yêu cầu của tiếp viên. Đại diện Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao hai hành khách trên cho Cảng vụ hàng không miền Nam giải quyết theo pháp luật. Theo quy định, hành khách sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng vì đã làm hư hỏng trang thiết bị của tàu bay. Nhưng theo đại diện của Vietnam Airlines, mức phạt trên là quá nhẹ vì hành vi thiếu ý thức của hành khách gây thiệt hại không nhỏ cho các hãng hàng không, đồng thời có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách khi cần sử dụng. Tối qua ngày 24 tháng 9 tại đường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một thanh niên chạy xe Airblade trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương đi Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh khi qua phường An Phú Đông thuộc quận 12. Bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chở tôn tấm từ trong cửa hàng lùi ra đường. Không xử lý kịp, nam thanh niên đã bị những tấm tôn cớ đứt cổ, ngã xuống đường và chết tại chỗ. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe gắn máy chạy quá nhanh không làm chủ được tốc độ, xe ô tô tải cũng vi phạm lỗi chở hàng công cành. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình vừa đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải cho phép thu phí tại trạm thu phí km 42+730 tuyến quốc lộ 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 theo hình thức BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao từ ngày 5 tháng 10 tới. Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận đưa công trình quốc lộ 6 vào khai thác sử dụng. Doanh nghiệp thu phí cho biết cũng đã tuyển chọn nhân sự cho trạm thu phí, các phương án tổ chức quy định thu dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đến nay đã đủ điều kiện để tổ chức thu phí theo quy định. Vì vậy, công ty đề nghị được chấp thuận cho tổ chức thu phí quốc lộ 6 chính thức từ ngày 5 tháng 10 năm 2015. Đại diện Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ dài 29 km, tỷ lệ 1 trên 500 tại địa bàn quận Hoàng Mai và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ được phê duyệt chỉ giới đường đỏ đồng nghĩa với việc quy hoạch của tuyến cao tốc phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Thưa quý vị, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 9, tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm số 60L5725 đang đi trên đèo Bảo Lộc hướng Bảo Lộc xuống Đạ Hoài thì mất thắng đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm số 49H1738 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Va chạm đột ngột khiến nhiều xe phía sau xe tải 49H1738 bị đâm liên tiếp vào xe này, các xe đều hư hỏng nặng. Rất may là vụ tai nạn đã không gây ra thương vong về người, nhưng vì đang trong giờ cao điểm chiều, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao nên vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông trong hơn 10 km đoạn đường này trong nhiều giờ liền. Và đến 20 giờ cùng ngày thì giao thông tại khu vực này mới bắt đầu lưu thông trở lại. Thưa quý vị, tiếp theo thông tin chúng tôi đã đưa vào ngày hôm qua về vụ tai nạn liên hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa xe container và các xe đang dừng đỗ đèn đỏ. Đến thời điểm hiện tại thì hai bố con nạn nhân bị xe container hất tung trên đường đã ổn định.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người bố là Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1963, còn người con trai tên là Nguyễn Công Hiền, 12 tuổi, hiện đã tỉnh táo, trong đó bé trai chỉ bị chấn thương nhẹ. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 9, chiếc xe container biển kiểm soát 51C45720 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Bình Chánh về quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, chiếc xe container này bất ngờ mất lái, đâm vào xe máy do ông Hiếu chở con trai đang đứng chờ đèn đỏ, rồi tiếp tục đâm nát đầu của xe ô tô và va chạm vào nhiều xe máy khác. Ứng dụng công nghệ thông tin trong vận tải khách là xu thế tất yếu hiện nay, mang đến nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và hành khách. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đang khuyến khích các doanh nghiệp vận tải hành khách ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp kết nối trực tiếp xuyên suốt hành khách với phương tiện, doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải trên toàn quốc. Để tạo thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục cho hành khách, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vận tải hành khách. Cuối tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép thực hiện đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng GrabCar của công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi Việt Nam. Mục tiêu là phát triển và kết nối các phương tiện ô tô dưới 9 chỗ vận tải hành khách theo hợp đồng. Đề án trên là một giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch cho hành khách, chi phí điều hành của đơn vị vận tải, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng công nghệ. Thưa quý vị, sau một thời gian siết chặt kiểm soát tải trọng xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết tình trạng xe chở quá tải đã giảm mạnh. Tuy nhiên, các lực lượng của ngành giao thông vận tải chưa tập trung thanh kiểm tra tại đầu nguồn hàng và vẫn còn tình trạng bỏ sót xe vi phạm. Do đó, trong thời gian tới đây, hình thức phạt nguội sẽ được áp dụng để kiểm soát tải trọng xe. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, trên phạm vi toàn quốc, lượng xe vi phạm chở quá tải, đặc biệt là số xe vi phạm trên 100% đã giảm nhiều. Tổng thể số lượng xe quá tải đã giảm khoảng 85%. Tuy nhiên, công tác kiểm soát tải trọng xe có nhiều tồn tại. Các lực lượng của ngành giao thông vận tải chưa tập trung thanh kiểm tra tại đầu nguồn hàng. Vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe ý thức chấp hành chưa nghiêm. Xe vi phạm kích thước thùng chở vật tư, vật liệu xây dựng hoạt động nhiều quanh khu vực các công trình xây dựng, khai thác mỏ, khu vực cảng, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng nhưng chưa được kiểm tra xử lý triệt để, đặc biệt là trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng phải nghiên cứu đưa một số hành vi xử phạt xe quá tải vào dự thảo nghị định thay thế nghị định 171 để làm cơ sở pháp lý cho việc xử phạt, đặc biệt là vấn đề xử phạt nguội. Thời gian tới, tất cả các trạm thu phí sẽ lắp đặt cân tải trọng và tiến tới phải dùng số liệu này để xử phạt nguội, để hạn chế tối đa thành lập các trạm và tuần tra kiểm soát trên đường. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, với dân số gần 10 triệu người và hàng ngàn km đường giao thông, thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với vấn nạn kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Ở các cửa ngõ giao thông của thành phố thường lâm vào tình trạng kẹt cứng và Internet of Things được các chuyên gia công nghệ coi là một giải pháp cho vấn đề này. Những hàng xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, người tham gia giao thông sẵn sàng leo lên vỉa hè là cảnh tượng thường thấy tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Tổn thất hàng năm do tắc nghẽn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh được thống kê ước tính lên đến khoảng 23.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm lượng xe cá nhân tăng trung bình khoảng 10%, trong khi đường giao thông chỉ tăng 2%. Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông hiện thiếu đồng bộ, thiếu kết nối, dẫn đến tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng. Internet of Things, gọi tắt là IoT, là giải pháp được các chuyên gia công nghệ mới đưa ra gần đây cho giao thông đô thị thông minh. Theo đó, việc ứng dụng giải pháp IoT được cấu thành từ 3 thành phần: hệ thống cảm biến và ghi đọc, hạ tầng kết nối, con người và quy trình, được cho là sẽ không chỉ giải được bài toán về vấn đề kẹt xe. Khi chúng ta xây dựng được một cái hệ thống mà ở đó luôn luôn tích hợp là các cái thông tin về giao thông với thời gian thực, và người dân người ta lại có điều kiện để truy cập, tiếp cận với cái hệ thống mở về thông tin như vậy, thì họ là người tham gia quyết định. Nếu thấy là đi từ điểm A đến điểm B mà đường thông thoáng thì người ta sẽ chọn lựa, nhưng nếu thấy nó ùn tắc thì người ta sẽ hoặc là chọn thời điểm đi cho thích hợp hơn, thì lúc đó là cái bài toán mà giảm bớt cái ùn tắc nó cũng sẽ thay đổi. Thông qua hệ thống giao thông thông minh, bởi vì kiểm soát chặt chẽ được hành vi người điều khiển phương tiện, kiểm soát chặt chẽ được phương tiện đi lại và đưa ra được một cái luật đi đúng cho phương tiện, thì đấy là cái nó giảm thiểu về mật độ giao thông, giảm thiểu về lưu lượng giao thông và giảm thiểu, quan trọng nhất là giảm thiểu tai nạn giao thông. Nói đơn giản hơn, chỉ cần một chiếc điện thoại hay máy tính bảng có kết nối Internet, người tham gia giao thông có thể biết tình hình giao thông ở các địa điểm mình sẽ qua để lựa chọn hành trình thuận lợi nhất, tránh được các điểm ùn tắc. Giải pháp giao thông thông minh còn giúp các nhà hoạch định chính sách có thể căn cứ vào đó để quy hoạch đúng việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho giao thông đô thị. Với những cái hệ thống mà chúng ta đặt về các cái cảm biến, các cái camera giám sát, các cái hệ thống để thu nhận được các cái thông tin ở thời gian thực và chuyển về trung tâm dữ liệu, nó còn giúp cho cơ quan quản lý trong hoạch định. Chúng ta biết được giờ nào thì ở tại ngã tư đó là kẹt xe và thường xuyên hơn và lưu lượng nó là bao nhiêu. Vậy thì lúc đó chúng ta quyết định là làm cầu vượt, làm vòng xoay hay làm đèn đỏ, nó có cơ sở khoa học hơn. Có thể nói, việc ứng dụng IoT và công nghệ quản lý giao thông đô thị trên thế giới đã là một xu thế tất yếu để tiến tới việc triển khai mô hình thành phố thông minh. Và thách thức hiện nay đối với việc ứng dụng và nhân rộng mô hình này tại các đô thị Việt Nam, đó chính là sự cần thiết có một cơ chế và chính sách cụ thể từ phía cơ quan quản lý. Bản tin giao thông an toàn ngày 25 tháng 9 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.